Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn NeoD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ review cho anh em một tựa game mới mang tên là Huyền Thoại Làng Lá, mang chủ đề của Naruto. Thì đầu tiên là về hệ thống nhân vật thì cho anh em xem luôn đây, ninja đây nha anh em. Hiện tại thì mình chưa đếm được là có bao nhiêu ninja tổng cộng, nhưng mà nó sẽ chia ra làm các hệ sau này: hệ phong, hỏa, địa, thủy và lôi, đôi 4 5 hệ nha anh em. Thì anh em lưu ý là những cái hệ này nó sẽ khắc chế lẫn nhau, thì tí nữa vào trong phần combat mình sẽ cho anh em xem thêm. Nhưng mà tướng ở đây thì nó sẽ chia ra làm cấp bậc, ví dụ như là 3S là cao nhất này, là tướng đỏ. Dưới tướng đỏ thì sẽ có bậc SS cộng, sau đó là SS và tướng S, và cuối cùng nữa là bậc A. Thì thông thường là chúng ta sẽ chơi từ SS trở lên nha anh em, và tướng S thì chỉ chơi ở giai đoạn đầu thôi. Đấy, còn khi mà sở hữu được tướng đỏ 3 con S thì nó sẽ mạnh mẽ hơn, đồng nghĩa việc là sẽ có nâng hơn nhá. Hỏa thì cũng tương tự như thế này. Tiếp theo là địa, thủy. Thủy thì có hai em tướng SS cộng, SS cũng chưa có 3S nha. Tức là game bây giờ thì chỉ có một vị tướng 3S duy nhất là Namikaze Minato anh em nhá. Rồi, bây giờ cho anh em xem thêm về gameplay nhá. Đi đánh đấm thì cơ chế là đánh theo lượt. Một đội hình thì sẽ có 6 người có thể là chiến đấu được. Hiện tại game mới ra thì cho nên nó còn hơi lag anh em nhé. Tốc độ thì mình có thể để là tốc độ x3. Đấy, về hiệu ứng skill chiêu thức thì mình thấy khá là đẹp. Đồ họa thì nó cũng chỉ 2D thôi, anime weeboo. Thế nhưng mà về hiệu ứng skill thì nó cũng không khác gì trong phim đâu, trông cũng quách select phết. Đấy. Đấy, đặc biệt là quả hiệu ứng skill kỹ năng chiêu cuối các thứ là đấy, nó hiện lên nữa khủng khiếp phết. Có một cái hoạt cảnh đấy anh em thấy không, múc luôn rồi. Ây à, đánh cũng gắt phết nhở anh em nhở. Đùa cái chứ, ra gì ấy, để tốc độ x3 lên nhìn nó cũng chiến phết anh em ạ. Anh em nào mà fan của anime, fan của Naruto thì hoàn toàn yêu thích cái thể loại game như thế này nhá. Rồi, úi dồi. Ây à, căng nhở. Skill là mình bất ngờ đấy anh em ạ. Ê, à chà, để xem ai là MVP nha. MVP rồi, chất chơi thì rơi luôn, đúng là thầy cơ khác. MVP là rõ. Thì khi mà chúng ta đi vượt ải đấy, chúng ta cũng tốn thể lực đấy anh em ạ. Mỗi lần vượt ải thường ải chính này đâu đó là 6 thể lực. Tiếng Anh thì mình chưa vượt bao giờ nên mình không biết là bao nhiêu thể lực cần tiêu tốn đây. 12 thể lực, gấp đôi luôn đối với lại ải thường anh em nhé. Và những cái thể loại game như thế này thì chắc chắn là chúng ta không thể nào bỏ qua được cái phần chiêu bộ. Thì khi mà chúng ta đi vượt ải full ấy, thì chúng ta sẽ được mấy cái vé chiêu mộ. Thế bây giờ mình sẽ chiêu mộ thử xem như thế nào nha. Ô, đổi cái gì đây? Ồ, 800 cái huân chương là mình có thể đổi được một em Itachi này, 400 là đổi được Killer Bee, và 600 thì đổi được Kisame anh em nhá. Ghê phết nhỉ. Mới tội là bây giờ mình mới chỉ có 11 cái huân chương thôi. Cái này thì không biết là có cần yêu cầu VIP hay không. Bình thường thì nó sẽ yêu cầu VIP ấy. À, nhưng mà cái này nó không yêu cầu VIP, chỉ cần chiêu mộ đạt số lần là được này. Bây giờ mình sẽ chiêu mộ thêm nha. Ok, xem lần này được cái gì không nhá. X10. Ồ, có một vị tướng cam bậc S. Thực ra nếu như anh em nào mà không nạp á thì có thể chơi từ bậc S được anh em nhá. Rồi, đây, để mình xem cái dương này thì được cái gì đây. 10 lần là sẽ có thêm cuộn chiêu mộ đặc biệt, và một 10 cuộn chiêu mộ thường nữa. 20 lần cũng tương tự như thế. À, rơi vào túi luôn à. 40 lần này, 60 lần, 80 lần, 100 lần, 150 lần. Ôi giời, ôi giời. Nói chung là dù là dương bao nhiêu lần thì phần quà trong mỗi dương này nó cũng chỉ tương tự nhau, na ná thế thôi. Cái cuộn chiêu mộ thì khá là ít chứ không được nhiều nha anh em. Rồi, đấy là về cái chiêu mộ cao. À, tất nhiên là chúng ta cũng sẽ có cái chiêu mộ tình bạn, kết bạn nhiều xong rồi tặng thể lực cho nhau, dùng cái điểm đấy để đi chiêu mộ được nha anh em. Thế thì làm nào để chúng ta có thể nâng cấp được tướng thì cũng khá là đơn giản thôi. Trong đội hình của mình có 3 vị tướng bậc S thì mình sẽ lấy em nó làm thí nghiệm luôn, là em này Naruto nha. Đầu tiên là tăng cấp thì ấn tăng cấp nhanh, nó sẽ bằng với cấp nhân vật của mình thôi, tức là bằng cái cấp độ chính của mình khi đi vượt ải ấy. Đấy, bây giờ lên 23 là mắc rồi. Đột phá này sẽ cần những cái tài nguyên đi vượt ải sẽ có thôi anh em ạ. Rồi, cũng tăng được một chút lực chiến nha. Cái này thiếu cái nào thì anh em cứ ấn vào, sau đó thì đi càn quét phát là được.
Đấy, bây giờ càn quét thông minh cái thậm chí là mình không cần vào ảng mà nó sẽ tự động rơi ra đây luôn, đủ là nó sẽ tự dừng. Tiếp tục là đột phá. Đấy, thì cái này anh em cần phải có thể lực thôi. Thể lực thì chúng ta có thể mua được nhé, chỉ cần ấn vào dấu cộng này thôi thì chúng ta có thể mua được. Và tất nhiên là VIP càng cao thì chúng ta sẽ càng có nhiều lần để mua thể lực. Tăng sao, tăng sao thì chúng ta cần phải tốn mảnh. Đối với em Naruto này thì vào game cái mình nhập cốt là nó sẽ được 80 mảnh, thì bây giờ có thể nâng cấp vào lên 4 sao đây. Đấy, còn lại thì những con tướng khác thì bắt buộc chúng ta phải đi gacha rồi. Kỹ năng nó sẽ phụ thuộc vào cái phần tăng cấp anh em nhé. Đấy, lê này. Đấy, cấp bao nhiêu thì skill kỹ năng nó bấy nhiêu. Và phải tăng cấp trước thì mới tăng cấp được kỹ năng nha. Cái chiến hồn thì level 34 mới mở được, thì anh em có thể là trải nghiệm thêm. Đối với những anh em tân thủ mới chơi thì nên lưu ý vào cái hành trình tân thủ này. Tại vì lúc đầu game thì có thể là anh em chưa biết đường đi nước bước như thế nào, thì cứ follow theo những cái nhiệm vụ ở trong này, nó sẽ cực kỳ là ổn áp luôn, nhận được rất nhiều phần quà. Đó, có Rio này, có Dương Quyển các thứ này. Hoàn thành nhiệm vụ ngày 4 là sẽ được nhận cái này luôn này. Được nhờ. Hoàn thành nhiệm vụ ngày 5 là được nhận thêm 10 cái quyển nhẫn giới để tham gia chương mộ hạn giờ nữa anh em nhé. Ở trong cái phần phúc lợi thì chúng ta cũng sẽ có một số những cái sự kiện liên quan đến đăng nhập nhận thưởng. Và một số những cái quà khi mà đạt mốc một chiến thì chúng ta cũng sẽ có khá khá cái Rio này. Có thêm cuộn chương mộ này anh em này. Thẻ tháng thì cái này anh em nào có điều kiện nạp thì nó ngon, còn không có cái chay thì cũng hơi vất, không cần quan tâm đến cái này. Cơm nắm ngày đây, thì đây là những khung giờ nhận thể lực. Cây ước nguyện, cây ước nguyện à, mỗi ngày nạp 79.000 thì mới có được một lần ước, thế này cũng hơi khoai nhỉ. Đáng lẽ ra mỗi ngày cho một vài lần miễn phí thì nó sẽ ngon lành hơn. Quà lực chiến, quỹ cấp, đạt level 10 được nhận, mỗi tội là chúng ta cần phải mua một quỹ thì mới được. Chiến lệnh ải chính thì cũng tương tự, nếu như mà miễn phí thì chúng ta chỉ có thể nhận được ở trên này thôi. Còn nếu như mà chúng ta nạp vào đây với mức giá là 129.000 thì sẽ nhận lại được khơ khớ phần thưởng. Chiến lệnh ải tinh anh thì cũng tương tự như thế thôi, chiến lệnh chiến lực thì cũng như vậy. Rồi, có khá nhiều cái để nạp anh em ạ. Đấy, nhiều cái sự kiện nạp phết anh em ơi. Để mình xem quà nạp đầu được cái gì nhá. Hoàn ninja mới, đăng nhập nhận 50 quyển phong ấn gì đấy. Ồ, cái này ok này, sự kiện này ngon đấy chứ. Đăng nhập ngày 1 là được 100 Rio. Ngày 2, ngày 3, ngày 4, mỗi ngày đều được 5 cuốn, đến ngày 30 thì chúng ta sẽ được 10 cuốn. Được cái nhỉ, hợp lý đấy chứ. Có thêm cuộn để đi chiêu mộ này. Để mình coi nhé, 8 cuộn rồi. Thêm 2 cuộn nữa là có thể chiêu mộ X10 được rồi nhá. Anh em nên hạn chế sử dụng cái Rio vào trong cái việc chiêu mộ này. Chủ yếu là chúng ta đi vượt ải, cũng như là làm nhiệm vụ lấy cuộn thôi. Còn Rio thì chúng ta sẽ tích lũy lại để chờ những cái sự kiện sau. Có thêm một cái phần nhiệm vụ ở đây để cho anh em có thể nhận thêm phần thưởng này. Cái này nó giống như kiểu là thành tựu ấy anh em ạ. Cứ đạt những cái mốc thành tựu ở đây thì sẽ nhận được rất là nhiều phần thưởng này. Có cả cuộn nhá. Nhận được khơ khớ cuộn chiêu mộ ở trong này anh em ạ. Đây, bây giờ mình đi chiêu mộ là sẽ đủ rồi này. Đấy, 13 cuộn này. Danh sách tâm nguyện. Ở trong này thì rút đủ bao nhiêu lần ta? Cái này chắc là tầm 150 lần đấy. Thì chúng ta sẽ mở được cái tâm nguyện. Ngon nha. Chiêu mộ X10 thêm phát nữa đi. Ok. Cứ X10 là như chúng ta chắc chắn sẽ ra một vị tướng bậc S anh em ạ. Wow, Naruto nhất vĩ này. Ok luôn. Đấy, anh em nhìn đây thì chắc chắn sẽ biết được thêm một cái tính năng nữa ở trong cái tựa game này. Đó chính là những cái vị tướng thì chúng ta sẽ có cái khả năng kích duyên anh em nhé. Đâu nhỉ? Đây, ví dụ như cái vị tướng mình vừa nhận được đúng không? Thì nó sẽ có duyên phận 6 em nha. Đây, nếu như mà sở hữu được em Sakura thì HP sẽ tăng 20%. Đấy, sở hữu phát có luôn em này là HP tăng 20% nữa này. Kinh phết. Rồi, tiếp tục là công tăng 20% nếu như mà chúng ta có được Sasuke ân chú. Tương tự như thế thì chúng ta khi mà trang bị được cái theo như mình thấy ấy, khi mà đi chiêu mộ thì ở giai đoạn đầu anh em chúng ta nên chơi tướng bậc S thì là nó dễ hơn. Còn những anh em nào nạp thì không nói nha. Tất nhiên là chúng ta cũng sẽ có một số những cái hoạt động liên quan đến đấu trường này. Đấy, để đi đánh người với người, hoặc là vào bang hội các thứ. Sau này sẽ có những cái hoạt động liên quan đến bang, khiêu chiến các kiểu con là điểu luôn. Còn một số cái tính năng liên quan đến triệu hồi hoặc là trợ chiến thì chúng ta cần phải đạt level 27, 28 thì mới có thể mở được. Anh em có thể vào game trải nghiệm nhá.